chào các anh chị cô chú đến với kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Hôm nay là Nhiên đi một cái hội nghị của Makita được tổ chức tại khu vực Sài Gòn. Thì bây giờ là chương trình mà demo sản phẩm của Makita. Thì bây giờ Nhiên sẽ quay cho mấy anh chị xem. Hãy cùng theo chân Nhiên xem Makita demo sản phẩm như thế nào. À, bây giờ mình sẽ xem để Makita demo sản phẩm. Có những cái sản phẩm gì mới? Mấy anh chị thấy là những cái cưa tỉa cành. Đó, những cái sản phẩm máy tỉa cành. Ở đây là nó tổ chức ở khu vực ngoài trời luôn. Makita nó cũng rất là rộng mấy anh chị, ở trong nhà nữa thì cái khu vực bên kia người rất là đông để người ta demo các sản phẩm cho mọi người thấy đó. Để Nhiên qua đó Nhiên quay cho mấy anh chị xem nhé. Đấy, anh này là anh chịu phụ trách là demo sản phẩm là máy thổi gió. Chút xíu quay cho mấy anh chị xem. Rồi bên kia đông người quá thì Nhiên sẽ quay cho mấy anh chị xem. Ở đây là demo cái sản phẩm là máy cắt cỏ, làm vườn. Đây là hôm nay Makita nó giới thiệu những cái mẫu máy làm vườn. Nó xài một cái pin dự phòng rất là lớn, nó đeo trên lưng. Đó, anh chị thấy. Ồ, nó cắt rác gạt luôn ha. Quá hay luôn. Rất là tiện lợi. Thời buổi giờ người ta xài pin không chứ không còn là xài xài máy nổ bàn đè bốn vật như ngày xưa nữa ha. Là giờ là Makita nó ra những cái dòng máy pin rất là tiện lợi, có rất là nhiều mẫu đó mấy anh chị thấy không, rất là tiện lợi ha, rất là hay. Đây nó có rất nhiều loại máy, tùy theo là chúng ta muốn sử dụng được lâu đó thì chúng ta phải mua một cái loại mà pin đeo theo hỗ trợ. Trong đó nó có bốn cục pin, trong này nó có bốn cục pin đúng không anh hả? Mấy? Bốn cục pin hả? Mở ra xem cái nha. Đó, trong này mở ra xem. À, nó có bốn cục pin trong này, 5A luôn. Đó, mấy anh chị, hai, bốn cục pin nè. Đó, là nó xài chuyên nghiệp, xài được lâu. Nếu mà bốn cục pin như vậy, nó xài mất bao lâu mới hết pin? Dạ, xài khoảng 5 tiếng đồng hồ. À, xài khoảng 5 tiếng đồng hồ mới hết pin là đủ làm vườn ha. Nửa ngày, sau đó mình sạc. Ok, cảm ơn anh. Đây là anh demo một cái máy thổi gió, thổi lá nè. Đó. Thổi gió. Đó là nó thổi rất mạnh, xài pin ha. Thổi cực kỳ mạnh luôn. Đó. Đi công suất cao, rất là nhiều người đến tham dự cái hội nghị của Makita tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những cái máy mà giống như là làm vườn đó, cái máy này là đẩy để cắt cỏ, nói chung đại khái là máy làm vườn sử dụng pin, nó im hơn, không có tiếng ồn ha. Bánh xe đẩy, nhà giàu thì mua máy này được ha. Rồi còn bên này là bên trong của cái hội nghị, người ta trưng bày những cái sản phẩm là về phụ kiện và những cái chương trình là giảm giá của Makita, những cái món đồ máy khoan có phụ kiện. Đây là cái mẫu máy Makita có búa và 26 món phụ kiện. Con này công suất nhỏ thôi, có 430W thôi. Còn con bên này là nó là 710W. Con này cũng là 26 món phụ kiện. Đây là những cái mẫu mới của Makita. Đây là những sản phẩm đồ điện Makita dòng Makita MT. Cái con đầu 16 tự động nè. Bên này là những cái dòng sản phẩm đồ pin, rất nhiều sản phẩm luôn, những cái bù lon pin. Bên kia là những cái sản phẩm là máy khoan pin. Ừ,
những sản phẩm máy mài pin, máy mài điện có chế độ an toàn. Lúc trước anh đã từng review cho mấy anh chị xem rồi. Đủ các loại cốt, những sản phẩm này 40V mắc. Máy cực kiếm sử dụng pin. Cái này nó cưa nhẹ lắm nha mấy anh chị, rất là ngọt luôn á. Lần trước đã từng test con này cho xem rồi đúng không? Bây giờ test lại thử rồi. Rồi ok, test thử. Đấy. Mũi chà bá luôn. Quá mạnh. 40V mắc. Quá đẹp một sản phẩm này, nếu mà có tiền xài những sản phẩm này thì sướng rồi đúng không? Máy hút bụi. Máy hút bụi của người ta rất sạch sẽ. Máy hút bụi bên trong ha, rất gọn gàng. Mấy lần này là mấy lần trước là nhìn test rất là kỹ rồi, kệ test một mũi cho nhiều anh chị biết. Lợi thế của nó là khoan rồi nó hút bụi luôn ha. Có mũi chà bá luôn, nhưng mà nó khoan là khoan khối bê tông, khoan xong nó hút bụi luôn, rất là sạch sẽ, không có bụi bặm ha. Cái dòng này quá đỉnh rồi. Đây là cái dòng này là đỉnh nhất của Makita đúng không? 220 Nm nè. Đó, máy bắn vít nè. Ok, con này là ok, quất của con vít dài nhằn luôn. Dẫn ngược, dẫn xuôi lại. Đấy, người của Makita demo mà còn ngược là chết rồi. Được, rất đơn giản. Tiếp con nữa thôi. Ok. Rất nhẹ luôn. Dẫn bu lông thì chuyển qua chế độ đúng không? Đây là chế độ cháu ngủ. Chuyển chế độ. Đây là chế độ cháu ngủ này. Ok. Chuyển chế độ để dẫn bu lông đèn rất là sáng ha. Rất đơn giản, dạng bù lon, đèn rất là sáng. Những cái con bù lon gốc này thích nhất là nó chui vô gốc, nó dặn ha, trong gốc, trong kẹt rồi nó dặn là coi như là rất là gọn. Ok. Ngược hay xuôi? Đó. Đó, nó rất là gọn luôn. Bù lon gốc, nó có thể dặn vít hoặc là bắn bù lon gì đó ha. Nhưng mà cái này thì nhỏ thôi, chứ cái lực siết của con này có 60 Nm thôi ha, nó không quá mạnh, nhưng mà để trong gốc thôi. Đây là con máy bắn vít 4 chức năng. Có thể là khoan tường nè, bắn vít vô gỗ, vô sắt, mở bù lon. Rồi, đây là chức năng dặn vít không dùng búa, không có dùng lực đập. Đó, dặn vít không búa ha. Rồi, đây mình sẽ chỉnh lên chức năng là khoan hả? Hay là dặn vít? Cái này là mình chỉnh tốc độ của nó. Chỉnh tốc độ mạnh yếu. Ok, nó có này là chế độ quan sát. Quan tường. Giờ là mình quan tường là có búa. Quá nhẹ nhàng luôn. Có hay. Vặn vít có búa. Đây là chế độ vặn vít có lực búa nó đập đó ha. Đây, vặn vít có búa nó đập thì nó sẽ kêu ồn hơn. Đó, nó sẽ đó, nó vặn búa nó đập ha. Ok, rất là hay. Đó là con máy DTB 141, 4 chức năng, 4 chế độ, lực siết tới 150 Nm. Những cái mẫu đời mới này rất là hay. Nó có chip này. Chip này là gắn chip Bluetooth này. Con chip dạ. Bluetooth kết trên, nối không dây. Dạ đúng rồi, trên cái máy hút bụi nó cũng có một cái. Tức là cái này chạy là hút bụi tự mở. Dạ đúng rồi. Khi nó chạy là hút bụi tự hút. Rất là hay ha. Có gì cắt thử một đường coi ngọt không nè, bên này quất thử một đường gỗ dày như thế này ngon ha. Giờ thế hệ giờ quan trọng có tiền hay không đúng không? Có tiền là chơi cái này là đỉnh luôn. Quá đơn giản luôn, quá hay luôn. Nói là anh ngậm cái cây thử rồi có mềm không anh?
Không ghê quá, mềm không? Đó, tức là cái máy này rất là hay đúng không? Máy chạy thì hút bụi tự chạy, tức là nó kết nối vào Bluetooth thì liên kết như, nhau. Giống như căng xốp. Căng. Phải nói là ngọt thiệt ha. Rất là ngọt luôn. Quá hay luôn, nhưng mà bộ này hơi bị đỉnh đây, hơi bị mắc tiền đây. Nó ngót quá tự, nó nuôi chắc là căn nhà. Bộ này anh Tèo mua bộ về nhà để chơi anh Tèo. Rồi bây giờ mình sẽ test những con máy hút bụi. Xem. Hút. À, hút hột dưa xong rồi đem bán lại ra cửa hàng. Ai cắn thì cắn. À. Cái này làm gì em? Cái này là chế độ sàn. Sàn. Khoảng thảm, à, chế độ thảm, chế độ sàn gỗ riêng biệt đúng không? À, sàn gỗ và thảm thì tùy mình chỉnh chức năng hút ha. Đó, này là chế độ là sàn gỗ. À, kéo dài ra cũng được. À, kéo dài ra cũng được. À, rồi. À, cái hột dưa này còn tái chế không vậy em? Rồi đó, hút hết sạch ha. Giờ mình đổi qua chế độ thảm. Hút trên thảm nè. À. Ê, xem đi xem mấy hội nghị này mốt về hết dám cắn hột dưa. Hột dưa là hột dưa kiện. Ok, đây là cái máy hút bụi, nó xài pin 36V. Hầu như là mai ta giới thiệu những cái mẫu đồ pin đời mới nha. Cái lo thì ở đây thì người ta không có giá, không có cái giá để tham khảo ha. Đó, một là những cái lo Bluetooth. Cái này nó kết nối điện thoại được bình thường mà đúng không? À, USB à, điện thoại đúng không? Đó, lo Bluetooth, cái lo nhìn rất là xinh xắn, dễ thương luôn ha. Cái tay cầm này. Đó, cái lo. Này có giảm giá không em? Rồi. Đây là một cái máy cưa, dạng cưa lọng mà lọng vàng nè, mini nè. Rồi người ta khắc ra những cái chữ Makita như thế này đẹp quá trời luôn nè. Đó, ta làm ra nè, mấy anh chị thấy cái lưỡi nó tí nị luôn nè. Đó, nên là nó lạng lách được, em thử coi. Đó, em thấy nè. Thử một đường giống như chữ Makita này ra được không? Cái đó em... phải mất cả tiếng à. À, phải tỉ mỉ mới được đúng không? Đó, lạng lách rồi đó. Ai mà làm mà mỹ nghệ đồ khắc chữ đồ thì chơi cái này là hợp lý vô cùng luôn đúng không? Lạng lách rồi, ngon lành luôn. Con này là SG401. Đó, rồi đây coi cái đường của nó coi. Ờ, em làm cái đường xấu quá. Cái đường này mới đẹp nè. Đó, anh chị thấy. Ê, họ cho anh cái chữ Makita này nha. Dạ dạ. Nha, họ nhớ cho anh cái chữ này anh xin rồi đó. Thế về anh ta biết anh đi hội nghị. Đó, cái con này là cái sản phẩm cưa lọng vàng SC401. Đó, Makita nó quá trời sản phẩm luôn. Bao nhiêu sản phẩm đồ pin của Makita? 320 công cụ. Đúng không? Sử dụng chung pin. Hay ghê không? Sử dụng chung pin. Rồi, đây là cái máy cưa lọng pin cầm tay. Đó, test thử một đường luôn em. Rất là đơn giản, cái này thì quá đơn giản rồi, cực kỳ đơn giản luôn. Đây là một kiểu khác nữa của cưa lọng pin, thì cái này nó xài lưỡi nhỏ, thì lưỡi nhỏ lưỡi lớn gì cũng xài được. À, cái này nhưng mà kiểu này khác cái kiểu kia, cái kiểu này với kiểu kia là nó khác nhau cái gì? Con này cứ thẳng, con này à, con này để là dòng uốn lượn, là dòng là tạo hình đó. Mấy anh chị thấy là tạo hình, test thử một đường tạo hình em. Còn cái con hồi nãy là nó cắt thẳng nữa thì mình thái lưỡi thôi đúng không? Mình thái lưỡi mình cũng đã cắt được rồi. Đây anh chị thấy mấy là nó cắt cái kiểu uốn lượn. Rất là đơn giản, nhưng mà em trai này không có chuyên nghiệp, ta vẽ đường nó cắt đi một đường khác vậy mới hay. Đấy, cắt uốn lượn như thế này.
Đây là một mẫu nữa cũng là máy cưa lộng dùng pin. Cái con này mang cái mã là DZG183. Cưa kiếm, con này kiểu cưa kiếm chứ không phải là cưa lộng. Con này thì có hai công tắc, một công tắc dưới và một công tắc trên. Đó, này là cái khóa công tắc, cái này cũng là cái khóa công tắc, nó rất là hay ha. Đó, em bóp thử công tắc trên. Đó, bóp thử công tắc trên, còn công tắc dưới. Đẩy khóa qua em, đẩy khóa qua. Ờ, đúng rồi, đó, đẩy khóa qua, bóp công tắc dưới. Đó, test thử cái luôn. Rất đơn giản. Quá hay luôn. Rồi, cầm ở trên, cầm dưới đều được hết á. Rồi còn cái con này lớn hơn, con này là DZG185 thì nó lớn hơn thì nó sẽ mạnh hơn nên nó xài cái lưỡi bự hơn. Mấy cái lưỡi này của Thụy Sĩ cắt đã lắm nha. À, mấy cái lưỡi này của Thụy Sĩ cắt còn phải thôi. Những cái này cắt là quá đơn giản rồi. Test thử đường em. Quá đơn giản luôn. Cực kỳ nhẹ nhàng. Rồi đây là cái con máy này là máy dạng cắt tôn á, máy cắt tôn là pin mấy chị nha. Rồi ok, test thử luôn. An toàn là trên hết, đeo kiếng trước khi xài. Đây. Cái này là nó cắt dạng cắt tôn sống. À, nó giống như cái máy mài thôi mà nó xài pin. Và con này nó chạy than nè, con này là cái mã của nó là cái gì hả em thấy em ạ? Đây DZN161, con này nó cắt 1.6mm 18 thôi ha. Khả năng cắt của nó là cắt dày inox luôn, được luôn, cắt sắt, cắt inox, cắt nhôm được hết á, rất là hay. Đây là một cái con máy siêu khủng, một con đột thủy lực. Con đột thủy lực, đột độ sâu tối đa 40mm. À, cái khả năng đột của nó nè, anh chị thấy nè, 80 nè. À, tức là nó đột được cái độ sâu vô của nó là 8 phân đó. Còn nó đột độ dày nó là 8 ly. À, còn sắt V nó đột tối thiểu là 40 x 40, à, nhân 3 ly. À, đột tối đa. Đây một con máy nhìn khủng ghê chưa. Con máy này nó rẻ lắm mọi người ơi, con này nó 48 triệu mà chỉ mới có máy không, chưa có pin sạc. 48 triệu. Cái này để xử lý thì ngon ha, xử lý những cái tình huống trên cao thì phải sử dụng con này thôi đó. Ok, thử em đọc thử phát ơi. Đây. Đúng rồi. Thanh này thanh sắt. Thanh sắt. Đây, nó đổ. Rất là nhẹ nhàng ha. Đó, cái này là để kéo ven lên ha. À, nó phải chạy nó mới kéo ven lên. À, nó không có giống những cái đồ con đột và xài điện bình thường nha. Bây giờ là thằng này nó đột là xong, mình phải kéo con này lên nó mới dừng lên. Nhưng mà con điện thì nó chỉ cần kéo thôi. Rồi chạy đi em. Đó. Rồi em bóp luôn coi nó rút lên không. Đó, đúng rồi, em bóp luôn nó sẽ tự động rút lên mà. Đó, chưa biết sử dụng nha. Anh phải nói mà người ta hướng dẫn em lại để em sử dụng lại mới được. À, 48 triệu hả Quân? Con này 48 triệu hả? 48 triệu là 48 triệu chưa có pin sạc. Chưa có pin sạc. 60 triệu có pin sạc, đâu giữ vậy nội. Rồi đây là cái máy cắt gung. Máy cắt gung có điều chỉnh 6 tốc độ xài pin. Đó, bây giờ sẽ cho anh cắt thử. Có thể là cắt đinh, cắt ống nhựa tùy ý. Đó, cắt đinh, cắt ống nhựa tùy ý luôn. Đơn giản luôn. Cái ống nhựa thử em. Quá hay luôn ha. Tháo gấp lưỡi nhanh rất là đơn giản. Kéo cái đầu lên là nó bung ra đúng không? Rồi. Đó, bung ra lấy ra. Lắp lại. Lắp lại thì xoay được các bạn. Quá đơn giản.
Được rồi, chào em. Lại gặp nữa, bài sợ lắm. Thôi còn tiếp theo là mày chưa đâu ban. Cái này nó ôm được cái lưỡi này không? Ôm lưỡi chứ. Chí của này mua được. Nó giống nhau mà anh. Cái này nó cắt như thế nào ban? Nhưng mà cái này gắn lưỡi này được không? Nó giống nhau hết. Lưỡi là dùng chung hết. Cái này của thằng Bốt nó gắn vô thằng Bốt được luôn nha. Bốt nó cái đầu nó là đầu. Cái này Bốt nên bây giờ thằng Bốt phụ kiện lưỡi của nó rất hiếm. Nè cái lưỡi này là thông dụng nhất nè. Lưỡi này là lưỡi thông dụng bình thường. Đa bây giờ em. Còn lưỡi này nó là Starlock. Starlock là xài chung với thằng Bốt được. Nên là đang xem cái này. Này là thằng này là nó sử dụng hai lưỡi, hai loại luôn. Loại đâu test test chạy thử coi cắt sao ta. Cầm cắt thử. Rồi, anh cắt. Thôi. Thôi không sao đâu, cái đinh bắn lên không có sao đâu. Đã lắc qua lắc lại vậy hả? Thử. Rồi. Nó cắt cái gì cơ sao? Cắt cắt. Cái này có thể sủi tường cũng được mà. Ờ, cái ống nước. Vừa lòng sử dụng con pin V84. Em có lên tập trung cho em rồi đó. Đã không để hoạt động được bên cháu. Đâu? Đẩy lên hết. Nè, em tử em đưa xuống con gạch này không sao đâu. Tử, đứng con gạch nè. Đó, nó vậy đó, thấy không? Nhưng mà cái lưỡi cắt con gạch nó khác, nó không giống lưỡi này. Lưỡi này để cắt sắt, cắt gỗ, cắt ống. Cái máy này vậy chứ, một bộ mũi của nó mắc dữ lắm á. Nguyên bộ lưỡi rất là mắc, có thể chà nhám gung nè. À, chà gỗ này được cái bộ. Nó làm rất nhiều. Này là nó là đa năng, nó kêu là máy đa năng. Máy đa năng cắt gung á. Đúng rồi, nó cắt được, cắt bột băng tay cũng được luôn. Ai mà bó tay đem cắt bột. Hả? Đi sơ một vòng về các cái dòng máy của Makita. Coi như là cũng đã xong rồi. Sơ sơ xem thôi á. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cái video kế tiếp anh chị nha. Xin chào các anh chị.